Thời tiết rõ ràng là đang có những biểu hiện rất bất thường, trong khi đó thì hệ thống quan trắc còn thưa và thiếu đồng bộ của Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu dự báo. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới và nhiều quốc gia có năng lực tốt trong lĩnh vực khí tượng thủy văn họp bàn và tìm các giải pháp để giúp Việt Nam có thể nâng cao được năng lực cảnh báo sớm. So với các quốc gia trong khu vực thì mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn của Việt Nam còn thưa, thủ công nên không đảm bảo số liệu quan trắc kịp thời và chính xác. Đến thời điểm này, cả nước mới có 468 trạm khí tượng, trong đó chỉ có 89 trạm tự động, 207 trạm thủy văn và 417 trạm đo mưa. Tất cả các trạm chỉ đạt 50% về yếu tố tự động. Con số này thấp hơn so với mục tiêu tự động hóa 75% đề ra trong giai đoạn 1 từ 2010 đến 2015 của chiến lược nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai. Không chỉ vậy, tại một số khu vực chưa có bất kỳ trạm khí tượng thủy văn tự động nào. Ngoài ra, mạng lưới radar thì đã cũ và rất thưa thớt nên không thể đưa ra những dự báo mang tính cảnh báo tức thời. Như vậy là những cái cơn mưa dông ấy thì chúng ta thấy là chỉ có đưa ra được các cái cảnh báo trước khoảng từ 30 phút cho đến 3 tiếng tùy theo từng loại hình thời tiết, từng loại hình khác nhau. Còn trong cái mưa dông mà có những cái lốc, thậm chí là những cái lốc xoáy ấy, thì có lẽ là gần như là không dự báo được. Trong trường hợp chúng ta phải có một hệ thống quan trắc theo dõi thường xuyên và lúc ấy thì có thể chỉ dự báo cảnh báo được đến cỡ phút, tức là từ 7 phút đến 14 phút như ở nước Mỹ đưa ra các cảnh báo đối với vòi rồng, và Việt Nam có lẽ cũng chỉ từ 30 cho đến 1 tiếng. Tại hội thảo, bà Victoria Kwawa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, hai thập kỷ qua, thiên tai đã gây ra hậu quả nặng nề khi có 1.300 người chết, thiệt hại về tài sản ước tính 4,6 tỷ đô la Mỹ. Công tác dự báo đã được cải thiện và góp phần đáng kể trong việc giảm thiểu thiệt hại, nhưng vẫn là chưa đủ trong bối cảnh hiện nay. Ngoài đầu tư các dự án tăng cường mạng lưới quan trắc, thì việc phối hợp với những quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực khí tượng là rất quan trọng để kịp thời đánh giá xu thế chung của khí hậu toàn cầu. Hàn Quốc chúng tôi đã có mấy chục năm hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn, cũng có nhiều công nghệ tốt. Chúng tôi sẽ chuyển lại những kinh nghiệm đó cũng như nhiều hỗ trợ cho Việt Nam. Thay vì Việt Nam phải có những điều kiện gì để nhận được hỗ trợ, thì chỉ cần Việt Nam tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hàn Quốc như bây giờ, khi đó sẽ có nhiều cơ hội để Hàn Quốc hỗ trợ trong lĩnh vực này, nhất là trong việc khai thác và sử dụng thiết bị radar. Chúng tôi đã có được hợp tác rất tốt trong việc tăng cường năng lực cán bộ. Ngoài ra, với công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức hội thảo giữa những người sử dụng số liệu khí tượng ở nhiều ngành nghề khác nhau để hai bên cùng hiểu nhau và làm thế nào để đưa ra được những thông tin chính xác kịp thời. Nhằm thực hiện chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn hướng đến năm 2020, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đề xuất 11 dự án, trong đó tập trung vào việc tăng cường mạng lưới quan trắc bề mặt, xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu. Khi đó, việc cảnh báo những hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ sớm hơn hiện nay, trong đó bão lũ sẽ cảnh báo trước 3 ngày, ở mức tương đương so với các quốc gia trong khu vực châu Á.